Lô lô lô, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả em ơi. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng trở lại với phiên đấu giá của Văn Hội Phật cũng như là anh em Trung Bang. Hôm nay vừa ăn được thành nha anh em. Ăn được thành thành lớn Lâm An thì cũng được một ít đồ. Và ngày hôm nay chúng ta cùng mở phiên đấu giá và chúng ta cùng xem cho vui nha anh em. Nói chung là một cái kỷ niệm gì đó của chúng ta lưu lại anh em à, lưu lại khoảnh khắc này. Thì vừa rồi anh em đánh công chiến khá hay. Nếu anh em có xem trực tiếp buổi livestream ngày hôm nay anh em cũng biết rồi. Thì được nhiều đồ này. Ok, tiếp tục là 20 kim. 20 kim dành cho 20 kim 20 kim lần 1 20 kim lần 1 anh em ơi, 21. Được 11 kim thì đấu cho vui vậy. À, dựng là này. Biết vậy. 21 kim dành cho anh Tùng anh em ơi. 21 kim anh em ơi. Ai mua túi xanh, cứ gì làm ăn nam, giao dịch một túi 150 xu nha nam. Thầy sẽ giao dịch kèm theo túi đỏ 10 triệu nha nam. Ơi. À, túi xanh là 300 triệu. 21 kim lần 1 anh em ơi. 15 giây nhảy nha anh em. Ok anh em cứ chat số lượng lên kênh cận anh em. Kênh cận anh em là khai thái anh em. Kênh cận anh em cứ kênh cận là khai thái. Rồi 21 kim lần 2 Lâm An Nam anh em. 21 kim lần 2 cho anh Tùng anh em ơi. 20 giây nữa chốt anh em. 20 giây nữa chốt nha. Anh lão đại nãy giao dịch rồi mà. Anh comment nữa ta. Giao dịch Như Hương ơi. Rồi các anh lên anh em ơi. 10 giây nữa chốt anh em ơi. Vòng nguyên sói đầu tiên trong công chiến ngày hôm nay. Vòng nguyên sói 21 kim. Rồi chốt nha anh em. Chốt 21 kim nha. Khả chưa kịp chát anh em. Chốt 21 kim nha anh em. Rồi tiếp tục vòng tiên phong. Một kỹ năng nha anh em. Chúng ta một vòng 21 kim xong này. Tiếp tục vòng tiên phong nha anh em. Vòng tiên phong thì 5 kim cho anh em lên nha. Vòng tiên phong thì nó yếu hơn. Anh em đấu tiên phong, anh em chuẩn bị con chuột. Vòng tiên phong. Một kỹ năng anh em ơi, 5 kim. Hai túi, ok. Anh em cứ chắc cặn là khải thái khải giao dịch anh em ơi. Không có gì nôn cả, cứ chắc cặn là khải thái hết. Cứ chắc cặn là bật giao dịch sẵn. 10 kim cho anh Thành. 10 kim 10 kim, 11 kim cho Maria Oyawa, một trong những idol Nhật Bản. Hiếu đấy. Idol hả? Đấy hiếu, hiếu đó, vừa quá. Rồi 15 cho Quang Nhị Ca. Võ Đăng Quyền. 16 kim Maria Oyawa. Dòng đầu tiên 21 kim cho anh Tùng nha anh em. 20 kim cho Quang Nhị Ca. Ok, một cái giá khá khác dành cho anh Quang Nhị Ca. Võ Đăng Quyền của bạn. Một túi 150 xu anh em cứ chắc lên khả giao dịch anh em ơi. Rồi anh em nhớ bỏ xu nha. 21 kim cho anh Hiếu. Trời luôn Quang Nhị Ca ơi, mút luôn. Một túi đầu tiên bật giao dịch anh em ơi, chị với khiếu dịch nè. Nãy khả giao dịch sao bỏ vậy? Lên 2k kim luôn, mút luôn. Mút luôn. Anh Hiếu tao mượn quyết ấy. Anh em ở bên anh như vậy mà anh không lên. Lâu lắm rồi, gian này mới có cái phòng này mà đấu. 21 kim lần 2 cho Quang Nhị Ca em ơi. Ô, anh Hiếu cho lộn, anh Hiếu cho lộn. 21 kim cho lộn. 21 kim lần 2 cho anh Hiếu em ơi. Rồi tiếp tục. Anh Hiếu, anh Hiếu. Thành cái rét rồi. Ôi trời ơi, chơi đi, mút đi, 22 kim. Lên đi em ở anh 2 kim. Kỷ niệm anh 2 kim, vào. Vâng, tiền phòng đó. Ở anh 2 kim. Nữa. Mấy nhiêu qua lên 23 kim. Vậy thì em ở với anh 5 kim, anh lên 25 đi. 23 kim lần 1. Đó. Một túi này anh ơi, ok anh ơi. Đấu cho vui thôi mà, gì đâu căng. Sống này đến đấu con ngựa. Mấy con ngựa nha anh em. Mấy con ngựa, mấy búp gì là một ngựa free luôn em ơi. Bốn con ngựa kháng cả anh em nè. Anh em này búp gì là lấy anh em ơi. Nhanh tay nhanh chân anh em ơi. Ưu tiên cho anh em đánh lệ anh em ơi. Anh búp Nga mi búp nè. Con lông búp nè. Ơi. Rồi. Chốt. Hậu anh lộn lần 2 anh em ơi. 25 rồi. 25 kim. 26.
hai số kim anh em ơi, một dòng tiên phong kỹ năng một cấp. Ngừa là ba khí rồi, vô dạy lên đây. 30 kim, một con số cực kỳ khỏe dành cho cái dòng tiên phong này mày, kỹ năng một cấp, 30 kim. 31. Ui, dòng tiên phong quá đẳng cấp luôn em ơi. Hôm nay anh em lại kinh quá. Rồi, 31 kim lần 1. Rồi, người kháng cả 5 mà. Những người bóp thôi anh ơi. Ưu tiên những người bóp thôi anh ơi. Túi xanh Luna, ok Luna, hai túi xanh giờ dùng khẳng nè. Rồi, 31 kim lần 2. 20 giây nữa chốt nha nè. 31 kim lần 2 cho anh Thành, à quên, cho anh Maria Ojawa. À, Luna gì Luna. À, còn hết vòng rồi, hết vòng kỹ năng rồi, có hai vòng nữa thôi. 31 kim lần 2, Luna giờ Luna, hai túi 300 xu nè em ơi, chuẩn bị xu nè em. Không cho anh em nữa. Từ từ Luna. Bị lắc rồi. Nhảy thành cái. Lắc vị trí rồi. Bỏ cái túi mà nó văng mất rồi. Rồi, ai lên nữa anh em, ai lên nữa anh em ơi. Rồi, chốt 31 kim lần 3 cho anh Hiếu nha nè. Rồi, Luna dịch lại Luna. 31 kim dòng tiên phong được hệ thống cơ vừa, đấu giá không. Rồi ok xong nè. Rồi ok. Từ 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 tiền từ từ anh Tùng ơi. À, anh Tùng tiền á? À? Vì Tương Dương bắn rồi anh Tùng ơi. Như vậy con quay quái em anh Tùng ơi. Khải ơi. Ơn này. Ai đang nắm chủ chuyển vòng qua cho Quý Phát nha. Đệ tử anh Hiếu. Là tới Hiếu ha. Ok. Rồi, anh em nào mua túi cứ chắc lên anh em. Rồi, cứ hai túi một túi chắc lên em ơi. Khả thái hết em ơi. Luna xong này, hai túi đủ bố nè. Tương Dương bắn ngựa anh Tùng ơi. Luna chưa dịch à? Ok lại Luna, ok. Anh Tùng ngoài quay VIP anh Tùng ơi, Tương Dương bắn ngựa. Có nhầm lẫn gì không anh Tùng? Rồi, Luna dịch Luna ơi. Nhớ đổi 300 xu theo kèm theo nhau khỏi lộn nha em. Rồi. Đúng anh ơi, đúng mạng anh Tùng ơi. Rồi. Anh em chắc túi xanh cái gì anh em ơi? Cứ đấu giá cứ thoải mái nè. Ai mua túi xanh cứ đứng chắc cận là Khải giao dịch. Cứ anh em cứ chắc cận lấy bao nhiêu túi Khải giao dịch đầy đủ nè em ơi. Không thiếu đâu. Ai à. Ok anh em nào bận cứ lên mid. Ok. 30 nha. Anh Trung mấy túi? 2. 30 này. Ok 30. Trung Quý Phát là anh ơi giao dịch nè. Rồi. 30 anh ơi, tiếp tục. Đủ không? Đủ cho anh Tùng. À 30. Ok, đi lấy thêm ok. Ông Trung Quý Phát lấy cái này cho nó chặn đi. Những anh em nào mà mua hai túi anh em sẽ được kèm theo túi đỏ hai túi nha anh em, tại vì tầm này mình có Lâm An Nam. Còn những anh em mua một túi thì một túi đỏ 10 triệu nha anh em. Rồi. Hai túi Phương Anh ơi. Anh Khánh đang mua chưa? Hai túi Khải ạ. Lâm An Nam luôn em. Ừ. Anh nhường. Ủa, Phương Anh ơi, hai túi 300 xu thôi anh ơi. Tầm này là 300 xu thôi anh ơi. Không có mắc như hồi trước nha, 150 xu một túi thôi. Rồi, anh Ken Long giao dịch em ơi. Một túi 150 xu thôi nè. Một túi 150 xu nè. Mấy tháng trước nó mình ra đảo quá anh em, mình không có thành á. Thì giá nó hơi căng tầm này anh em, mình điều nên là túi nó bị thừa á. Nên là giá giảm một nửa cho anh em nha. Hai túi thôi. Ok, hai túi. À, vô thường hai túi. Rồi giao dịch vô thường ơi. Những anh em đứng nãy giờ chờ một xíu em. Anh em nào mà có anh Tùng nãy đủ cho anh Tùng ơi. Anh Tùng mới giao dịch 30 đúng không? Mới 30. Ok tiếp tục nè. Rồi. Của anh như vậy là 18 kim của anh Hiếu cộng với 31 kim của anh Hiếu là bao nhiêu nhờ? Phải nhờ 18 kim của anh Hiếu, 18 kim thưởng anh em đúng không? 8 cộng 31 anh em cộng 31 kim vòng là 49. 49 cộng anh 21. Cộng anh 21 là anh tổng cộng là 70 nhá. Đúng rồi. Rồi, hai túi Phương Anh. 70 anh ơi, anh còn 40 nữa là xong. Hai túi Phương Anh. Rồi anh Phương Anh giao dịch luôn Phương Anh ơi. Túi này ai cũng có hết, nên có thông cảm. Rồi anh ơi. Hai túi đó hôm nay nè không? Ban mình ăn được thành lớn cái là rôm rã như ngày Tết luôn nè. Đó này. Ok, tiếp tục anh em ơi. Để em đổi mấy cái skin nè. Rôm rã như ngày Tết luôn nè. Rất là vui luôn. Hôm nay đánh khét quá, cảm giác thấy phê như con tê nè. Rồi bị lên một túi em ơi. Ai còn hai túi nữa nè em? Ai còn hai túi nữa em giao dịch hai túi luôn em ơi. Ok Cường nè. Cùng đến Minh Long nè.
Ok Bảo Tiên. 32. Ơi, 30 anh, còn 10 nữa. 30. Ok. Rôm rã liền anh em. Không, vòng kia là chỉ có hiệu ứng sáng thôi anh em, không có gì hết. Nó không có gì. Ok, tiếp nè anh em. 10 nữa luôn nhá. 10 nữa luôn nè. Rồi vô thường một túi anh ơi. Rồi, đúng mạng luôn anh Tùng ạ. Ôi, vô thường anh không bỏ xu à? Anh lụm túi đỏ thôi à? Xin con ngựa. Ok, Vi Long con ngựa này, cho em con ngựa này. Bảo Tiên duyệt một túi Vi Long. Bảo Tiên ơi. Có một cái nữa. Rồi. Ngựa này thì hôm trước 500 xu một con, tầm này thì anh em ít chạy nè, nên là từng nào cũng donate những anh book cho khỏe khỏe tí nè. Một túi Bảo Tiên ơi. Rồi anh Tùng đủ nha anh Tùng ơi, bên anh Tùng với anh Hiếu đủ nha. Tí nữa em thống cơ bên anh Hiếu là 18 kim ủng hộ anh em thêm 300 xu một ạc nha anh em. Rồi. Ok. Hiện tại chỉ còn hơn 22 túi thôi. Ai lái túi gì lái anh em ơi. Rồi, nếu mà anh em không mua được ở ba, anh em có thể mua ngoài nè. Mua ngoài cũng 150 nha. Không có mắc cho đâu nè. Phải giao dịch anh ba của anh một kim đi. Là sao anh Tùng? Cái của Hiếu tặng ấy, ba của anh. Ok. Hiếu tặng là lộc lá nó phải lấy. Ok, lộc lá lấy. Ok, anh chốt. Rồi tiếp tục anh em ơi, em tưởng cái vụ gì. Bạn cho con ngựa, bán cho con ngựa đi Khải. Ủa, Long Mặt bán cho con ngựa đi Khải hả? Anh này thiên nhẫn loạn đúng không? Rồi thì giao dịch cho thiên nhẫn loạn luôn này, không bán đâu, cho thiên nhẫn loạn nha anh em. Rồi giao dịch anh ơi. Em tưởng ai, ok. Vuông ban thiên tử anh ơi, thiên tử mới có. Rồi Long Mập giao dịch anh ơi. Rồi còn một con người cuối cùng là ai donate, Khải gì donate luôn. Có thiên nhẫn nào chưa lái không em? Có thiên nhẫn nào cần lái ngựa kháng cảnh em không em ơi? Tướng mộm tới này, lái không anh ơi? Qua cơn mê gà, đưa cho ông qua cơn mê gà. Qua cơn mưa hạt tướng mộm tới cũng được hai người. Hai hộp. Thôi nhường nhân em có 4 con thôi. Ai mua hộp nhắc lên em. Nói chung là Phi Trần từng trước lấy ngựa từng này khỏi nha. Để cho anh em khác đi. Cho anh em đi. Mày bọn này trong group này tưởng mình nhiều tiền sao mấy nay cũng không trình lừa mình nhỉ. Rồi tiếp tục anh em ơi, đến đấu giá cái túi L3 con thần chiến 20 túi nha anh em, bằng 500 xu, lên 100 xu nha anh Tùng ơi. Bán anh 30 cái bán cho anh tiền vàng. Ok, giao dịch lại ba. Anh em có nhớ là tiền vàng giao dịch lại ba dùng Khả anh em ơi. 160 túi tương đương 8 cái vàng nha anh em. Cứ ai mua giao dịch lại anh em ơi. Rồi, anh Tùng 3 túi này. Giao dịch anh Tùng ơi. Rồi ba túi xanh là 450. Qua con mơ Lâm An Nam, qua con mơ ơi, Lâm An Nam anh ơi. Đó. Hôm nay đấu giá khá nhiều đồ anh em, thắng cả 16 luôn. Lúc nãy mình không like được cái trận đó anh em xem, nhưng mình chỉ like anh Minh cầm mạc á, đánh hơi bị giật thôi nhưng mà đánh vẫn hay nè. 1k2 anh em ơi, 20 túi 1k2 anh Tùng ơi. 1k2 là 1. Đây, bây giờ anh quay đầu. 1 túi mấy quả vô anh này. Qua con mơ. Lâm An Nam. Tuần sau, tuần trước là Khải donate tướng mụn tới rồi nha. Tuần trước là Khải donate ngựa kháng cảnh em cho tướng mụn tới rồi. Tuần này đợi cho qua cơn mưa nha Nam. Rồi. Một cái năm. Một cái năm trong đoạn như cờ Nam ơi. Cố gắng tuần sau rồi donate tiếp. Cái này mở được cái gì vậy? Cái này mở được phi phong kiểu năng này nọ hên xui nha Nam. Đó. Vừa rồi là ai đấu được mở được phi phong á. Như là Đinh Đăng. Đó. Đinh Đăng mở được phi phong 7 ngày đó Nam. Một cái xấu. Hên xui nó ra phi phong bắt vào rương á. Có 160 bao sẽ đấu 8 lượt. Một người được mở bao nhiêu bao? Đây một người mở thoải mái. Mỗi ngày được 50. Một ngày được 50. Túi đỏ này nè, túi đỏ này nè. Ở vô BT đi em ơi. Túi đỏ nè. Rồi, túi đỏ nè anh ơi. Rồi, dưới đất vô thường ơi, hai túi luôn. Vô thường một cái. Rồi ok. Một cái 7 nè em ơi. Cái này thì sẽ phân là lần 8 lần đấu vậy nè. Một cái 7 nè em ơi. Đó đến đâu em thống cơ lên đó cho nên em xem. 100 túi một bên, ok. Một cái 7 nè em ơi. Túi xanh ai mua được không em ơi? Túi xanh có vẻ hơi bị vơ đi á em ơi. Túi xanh còn đến nếu mà thừa túi xanh quá Khải sẽ donate tiếp tục adbook đó nha em. Không có giữ làm gì nè em ơi, cái này không giữ làm gì nữa đó. Túi xanh hiện tại bây giờ còn 2, 4. Không ai mua nữa đúng không em ơi? Có ai mua được không em? Không ai mua sẽ bắt đầu donate cho adbook nha. Còn 19 túi. Mình có 50 túi bán hết rồi, còn 19 túi nè em ơi. Một cái 7 lần 2. Rồi 10 giây chốt nè, tầm này 1k7 hơi căng rồi đó. Chốt nè. Alo không em ơi. 1k7. 1k7 ai đấu được túi nào gì giao dịch liền luôn rồi. Giao dịch Khải 1k dạng luôn cho nó đỡ lộn nha Nam. Chứ nhiều rồi không lộn. Rồi Khải thách auto rồi. Alo Nam mới vô nha.
Đó. Rồi chốt anh em ơi. Rồi chốt anh loạn cơ cơ một cái bẫy. Chính xác. Chính xác, chính xác. Từ mùa rồi đinh đang ra 7 ngày đó. Đinh đang ra chỉ có ra hai thứ, một là dương bách bảo dương ngẫu nhiên, hai là bảo dương du tình hiệp cốt. Ừ. Cái bách bảo dương ngẫu nhiên là phải giao dịch lại ba hạng. Rồi. Hoặc ra phi phong hoặc ra bánh cúng nguyệt phù dung. Đúng rồi. Nguyệt quả dung. Đấy. Đúng rồi, tiền dạng giao dịch là ba anh em ơi. Một ca dạng giao dịch là ba. Tiền vạn là phải trả lại ba hả? Chính xác, chính xác. Đỡ đỡ ban hoàng phụ trách những món đồ khác, phụ ban đánh công chiến nè, nên là giá nó chỉ có 500 xu anh. Có được kinh nghiệm không? Có kinh nghiệm, một túi 3 triệu, 20 túi là 60 triệu. Một túi 2 triệu. 2 triệu à? Là 40 triệu. Rồi tiếp tục túi thứ hai anh Tùng ơi, một cái nem cho đinh đây, một cái nem lần một. Lâm An Nam anh ơi, Lâm An Nam anh ơi. Rồi hiện tại nè. Cái túi xanh còn thừa rất nhiều, thừa 19 túi. Adbook tiếp tục, những em Adbook lúc nãy lấy ngựa đâu. Vì lấy một người một túi cắn nhau lên 300 triệu anh em ơi. Một túi xanh anh chị này, 150 xu. Một cái bẫy cho chị Ba Khía. Cái này mà anh em chơi theo hướng phi phong thì cũng nên test thử. Như đinh đăng vừa rồi 20 túi cũng lên được một cái phi phong 7 ngày á. Một cái tái. Đây đây này. Qua con mê này. Ui chạy đồng đồng auto à, test auto à. Một túi này. Một cái 8 anh em ơi. 20 túi nè. Ơi. Anh bỏ tiền chưa? Chưa mà. Lại lại. Túi xanh đến nơi giao dịch em, túi xanh đến nơi này. Một ca 8 lần 2 năm ơi. Em xin một ạc chơi anh Khải ơi ạ. Em có bỏ túi đỏ sẵn nè. Một ca 8 lần 2 cho Hồng Cường. Qua cái mê giao dịch này anh ơi, một ca 7 với một ca dạng nha. Anh em chịu khó thêm ca dạng, có cái dạng sẵn luôn, còn không anh em mở trực tiếp xong giao dịch lại cho Khải. Một ca 8 đinh đăng này chứ còn một ca 8 đinh đăng rồi này. Một ca 8 lần 3. Rồi giao dịch anh đinh đăng ơi. Lâm An Nam. Một ca 8 này. Đấy. Rồi giao dịch. Qua cương mê. Đoạn như cơ kề giao dịch anh này. Đoạn cơ kề trước. Rồi tiếp tục túi tiếp theo này em ơi. Từ từ khởi chát thôi. Kim 7 với 1 ca vàng đúng không? Đúng rồi, một kim 7 1 ca vàng chính xác. Loạn như cơ kề là thiên nhẫn đúng không? Thiên nhẫn loạn đúng không? Rồi donate cho thiên nhẫn loạn một túi 300 triệu nha anh em, khỏi phải mua. Rồi. Nè những ngày bóp gì lượm túi luôn anh em ơi, còn thường 18 túi anh em ơi. Rồi, tiếp tục ba túi thứ hai anh em ơi, túi thứ ba anh em ơi, túi thứ ba anh em ơi. Hết cái này nữa là chỉ còn cái vũ khí thôi anh em. Chứ lại mấy cái rương hiệp cốt nhu tình. Một cái bảy Hồng Cường. Đó. Rồi đinh đăng giao dịch này đinh đăng ơi. Đinh đăng 1 ca 8. Ừ, phi phòng. Em xin phòng đi anh em ơi. Một ca dạng luôn anh em. Không có đâu anh em ơi, bịp đấy. Một ca 7 cho Hồng Cường. Một ca 7 cho Hồng Cường. Nói chung là 5% trên 100%. Anh em bịp đấy. Một ca 7 lần 2 anh em ơi. Và cũng nguyệt thì hơi nhiều, đúng rồi, má còn cái sắc xuất mà. Túi xanh chạy bữa khiếu giờ anh ơi. Túi xanh chạy bữa khiếu nè. Năm đọc phi trần thì lấy túi xanh luôn phi trần ơi. Hình như ban mình hôm qua nghe thấy ai bán cái nón định liên đấu định. Cái đó liền đấu xanh đúng không ta? Anh em ok. Túi xanh này. Cái này thì sản xuất nó ra phải bách bảo đường mà chứ không phải mình mà. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, một cái 7 giao dịch cho Hồng Cường, một cái 7 Hồng Cường ơi, Lâm An Nam luôn. Trả lại 300 không ạ? Trả lại 1000 vạn, 1000 vạn, 1000 vạn. Tôi 300 xu tôi đưa bạn 2 kim mà. Ok. Rồi. Tiếp tục túi tiếp theo nè mời, cuối thứ tư, túi thứ tư. Hồng Cường dịch nè. Quái thứ tư nè mời. 23 thứ tư, 1K7 cho thành đôi Z. Trải nghiệm nè mời, 1K7. 1K7. Lỗ rồi. Lỗ rồi. Lỗ rồi, cái chắc chắn rồi. Tiếng dạng chưa có tiếng dạng Cường ơi, lại chưa tiếng dạng. Chưa tiếng dạng, 1K7. Ừ. Một cái 7 lần 1. Ô, kim cương bào cũng ngon rồi, 7 ngày hả? 5 ngày ok rồi, 5 ngày cũng ok rồi, không lỗ. 5 ngày là ngon rồi. Bịp đấy, anh em ạ, bịp đấy. Rồi, lượt thứ 4 nè em ơi, lượt thứ 4 nè em ơi. Trả Hồng Cường 30 xu, ok chuẩn rồi. Lượt thứ 4 nè em ơi, 1 canh 5. Ê, lộn 1 cái 7 lần 2 cho anh Thành chứ lộn. 1 cái 7 lần 2 nha anh em. 1 cái 7 lần 2 rồi chạy về khía ơi. Anh làm em rối không được đâu, nhưng mà nhân phẩm tốt cho tôi là được. Anh làm em rối quá. Thôi tao mua giao dịch túi 300 triệu em ơi.
lộn rồi, được rồi. Có một túi cũ, một túi mới, em liệu sao cho nó hợp lý nha. Vãi lộn, bếp đổ thương là Vipro anh em ơi, Vipro. Vipro. Một ca 7 lần 3 chốt cho anh Thành, đôi dép Lâm Văn Nam anh ơi. Ok luôn. Lâm Văn Nam anh ơi, 1k7 lần 3 cho anh Thành đôi dép. Lâm Văn Nam anh ơi. Rồi. Tú, ok. Sao em ơi, sao kho, xói. Ok, ok, xói một túi, phi chồng một túi. Rồi. Donet còn 18 túi donet anh em ơi. Anh em là donet. Ừ, ok. Những người bùa anh biết mà. Rồi, lần túi tiếp theo anh em ơi, túi thứ 5 anh em ơi, anh Thành đâu rồi? Lâm Văn Nam nha anh Thành ơi. Túi thứ 5. Trả lại anh 300, ok. Nhớ đợi em một cái dạng luôn nha. Khỏi mất công giao dịch lần 2. Tết cầu tu đi, giao dịch tiền dạng nha chẳng chuẩn. 1.6 cho anh Tùng. Ok, đợi em giao dịch. À đang. Ok. Anh lộn. Ở một cái dạng đến Thành ơi, một cái dạng đến Thành ơi. 1.6 lần 1, 1.7 luôn, loạn như cờ cờ anh em ơi. Cái dạng anh Thành ơi, cái dạng luôn Thành ơi. Còn không thì giao dịch xong tới giao dịch lại cái dạng sau. Anh xong dịch em. 1.7 cho lộn cờ cờ, 1.8. Đây đây nè. Hai cái nha. Một cái còn một cái. Sói đâu, sói ơi. Là cái được. Có đến đưa này, anh không đi, hôm nay anh không đi. Này giao đấu giá này chỉ có qua giờ vượt ải rồi. Lâm Văn Nam đi không? Một ở thiếu anh Thành tí giao dịch lại này, ok. Rồi 1.8 tiếp tục cho anh Hiếu lần 2 năm ơi. Anh Thành chưa giao dịch em này. Anh Thành 1.7 này. Rồi 1.7 này. 1.8 cho anh Hiếu em ơi. Anh Khải ơi, nhanh em. Ơ Khải. Đây. Khải. Ơi. Ơ chưa đưa ấy à? Chưa đưa túi à? Ôi giao dịch lại này, giao dịch lại quên. Vãi thật. Em hơi rối anh từ từ. Đây. Anh đưa kim rồi đúng không? Anh đưa kim rồi đúng không? Có cái tư bây giờ thì trời nó quên lại không vào. Đưa rồi mà. Ok anh ơi. Rồi. Ok. Cái dạng chưa đưa nha, chưa có đưa cái dạng, chỉ muốn đưa 2 kim thôi anh ơi. Muốn đưa 2 kim à. Anh Thành là chưa đưa cái dạng nha anh. Rồi. Anh Thành nhảy Thành đây chưa đưa cái dạng em á. Rồi sói nè. 2 kim. Anh Thành chưa đưa cái dạng nha, giao dịch 2 lần đều 2 lần không có cái dạng nha anh. Rồi. 2 kim cho anh Hiếu em ơi. Túi này túi thứ 5 anh em. Còn lại 3 túi cuối cùng thôi. 2 kim lần 1. Đây mày, xác thời gian đây. Đây. Lên trên rương, đây. Ok, rồi. Ok anh ơi, anh Thành như là chuẩn nè. Rồi, 2k lần 2 cho anh Hiếu nè mời. Túi này túi thứ 5 anh em, còn 3 túi cuối cùng rồi nha. Chúc anh em ra phi phong anh em ơi, đỡ cố gắng đánh thiên tử trận thứ 2 tuần này luôn. Hai kim lần 3, rồi anh Hiếu giao dịch anh Hiếu ơi. Nhận một kim từ từ lửa sẽ mạc em ơi, đợi anh xong việc em ơi. Xong cái này anh em đều nhận một người một kim hết, không có mất của anh em nha. Một kim 3 luôn nha anh em. Anh Hiếu thưởng 300 xu nó một kim 3 ấy. Anh Tùng à? Ok. Chưa đưa cái dạng nha anh Tùng ơi, bữa này chưa đưa cái dạng nha. Ok. Ok, 2000 xu anh Tùng này, rồi. Tiếp tục anh em ơi, 20 túi tiếp theo. Còn 3 lần nữa anh em. 3 lần cuối cùng nha. 1.7 chị Ba Khía. 1.7 lần 1 chị Ba Khía. Lời có 2 triệu rưỡi anh em nhường nữa. 2 kim cho anh Tùng. Để chịu đấu vé mà chịu nhường nữa. 2 kim cho anh Tùng. Còn kim đắt đâu. Hiếu. Còn túi xanh bóp nào dừng lái nữa anh em ơi. Bóp đi anh em. 2 kim lần 2. Anh Tùng ra 2 kim là chuẩn rồi. 2 kim lần 2 anh em ơi. Anh em xem live xem thử có xài Khải có sai sót của nào không, nhắc dùng cá nha anh em. Bốn tuần rồi. Rồi chốt anh Tùng là 2 kim lần 3. 2 túi. Rồi tiếp tục túi tiếp theo anh em ơi, còn 2 cái cuối cùng. 1 kim 7. 2k 2x2 luôn. 2k x 2. Nhiều anh em thèm phi phong quá nhỉ. Có đeo luôn.
Ôi quá dạ. 2k lần 1, ít 2 luôn nha anh em. 2 cái là phát cuối luôn anh em ơi. 2k lần 2, 15 giây nữa chốt nha anh em. Sống này còn 3k vũ khí nè, còn 3k vũ khí nè. 3k vũ khí nha. Từ 16 với lại với một con ngựa anh còn một người chiếu dạo bên viện nữa, anh biết anh lục cái gì còn đó không, muốn đấu giá thì mắc quá. Inbox thằng em này, em đấu giá giùm cho. Không có. Ok ok. Anh lục cái gì được khoảng 2 kim á. Ok. Rồi, chốt anh Tùng ơi. Anh Tùng giao dịch 6 kim nữa dưới 4 cây vàng là xong này. Rồi, 4 lần cuối là của anh Tùng hết 2 cây vàng, 2 kim này. Quên 4 cây vàng như 6 kim. Rồi. Tiếp tục anh em ơi, người chiếu dạo bên viện anh em ơi. Một 500 xu. Lên 100 xu. Bây giờ anh Viễn em ơi. Xe xe đi chơi. Em xe đi 600 nè. Một chiếu dạ. Anh ơi sao anh ơi. Hai túi bí tịch. Này bị đâu đến 16 nha Nam. Đem hai cái túi bí tịch đâu đâu rồi. Một cái 8 nữa chiếu dạ bên Viễn em ơi. Chiếu tạo bên Viễn nha Nam. Hai túi bí tịch mật tịch tùy chọn nha Nam. Có hai túi bí tịch mật tịch. Mật tịch tùy chọn. Hai đúng rồi đây đang đồng rồi cái này cái bây giờ nó ăn 21 rồi cái này nó cho chọn 21 đồng cái này là 6 kim với lại 4 cái dần rồi đúng rồi lên đi Nam ơi. Ok đủ nhanh Tùng ơi, mình nên Tùng đủ nè. Anh em nào nhận kim thưởng đợi xíu nha anh em, cố gắng xong cái này gần hết rồi em ơi. 2 kim anh em ơi. 2 kim lần 1, 2 kim lần 1. Anh em nào đấu giá thì tương dương bắn ngựa lên em ơi. Còn thừa 12 túi nữa, búp gì lấy thì lấy nha anh em. 3 kim nhận mai đây. Ôi cho qua, sao anh ơi. Mai nhận chung cái lương luôn đi. Thì em nói là định nhận chung cái lương được, mà anh em muốn nhận cứ nhận trước được không sao này. Em làm danh sách em trừ đó. Không sao, anh em nào nhận thoải mái. 3k lần 2, một chiếu dạo bên viễn nha nè. Đó, có thống cơ nè em. Có thêm được lương 16 anh em được vàng kim nữa nè. Rồi, cá lên đâu em ơi, 15 giây, nhảy số. Hôm nay đánh ngon lành quá. Đó, anh được thành lớn với lại anh được 16 đồ rất là nhiều anh em ơi. Cái trận này thực sự là... Lần 3, chốt anh ơi. Cái lần này, công thành lần này là một cái kỷ lục của anh em mình đầu tiên luôn á nè. Đúng không? Anh cả hai thành lớn. Không có gì tình biệt lắm. Ừ. Hai bang cờ lon thôi mà. Quá đẹp. Rồi, chốt. Nhớ dành Tùng. Quê hương mình nó mất. Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Nhưng hai bang đánh hai bang cờ lon thôi mà. Nhớ dành anh Tùng ơi. Em mình lắm. Anh Tùng bật cái dành đây. Bên này nhiều quá. Ok này. Ừ. Cái đấy lấy 2 bang clone thôi mà, tôi chỉ không có gì vậy. Ờ dạ. 2 chiếc già 3 kim. Mà thưa Khải ơi. Chào anh. Khải bảo này. Hả? Chưa, anh em nó đang chưa có để cho anh em nó đi, anh lấy lại cho clone đi rồi thôi. Ok, thôi giờ chốt anh em nào gần nhất này, lùm nè anh em ơi. Ờ, 2k. 2k bơ cơ 10 giờ lắm rồi em ơi. Lỡ đấu chứ rồi. Tiếng này. Thì bây giờ, đây là nãy anh Tùng đấu nhiêu? Anh Tùng đấu 3 kim. 3 kim anh Tùng nộp cho quỷ 1 kim. Anh kia lấy 2 kim xong. Là 3 kim. Tới gian ngồi lửa. Ngựa chống ra anh lấy về làm cái gì vậy anh? Không. Anh thấy không anh em đấu thì anh mới đấu. Thôi ok này bỏ. Ok giờ một anh em làm lại đây. Thấy anh em không có ngựa. Anh nghĩ lại là anh em nó còn chưa có ngựa đi thì phải để cho anh em nó đi. Này bây giờ anh nhiều thì anh bỏ vô kim tiền khủng. anh bỏ vô 10 kim nữa được 60 kim con bò đấy. Thôi bây giờ này lại bỏ đi. Bây giờ Khải cho anh em lên cái anh em này. Lúc nãy đang đấu này. Lên cái anh em lấy anh em ơi. Lên cái anh em lấy ngựa. Lên cái anh em lấy lên em ơi. Bình Dương nó không lấy thôi. Anh em nào lên cái anh em lấy. Chút nhanh. Bỏ Bình Dương ra nha. Không tính Bình Dương nha. Rồi. Lên cái anh em rồi. Ok giao dịch luôn anh ơi. Em nhận mong thấy. Rồi, tương nhiên Lâm An Nam anh ơi. Đó, anh nhanh rồi. Đây là sao anh? Anh áo kể. Đây là sao anh? Rồi, 1k6 ok. 1k6 lần 1. Lên anh em. Đường nào cũng lên 2 kia mà. Mất thời gian. Rồi, 1k7. Nhanh em. Sửa lại con ngựa này anh gái. Anh em chơi game đi họp đây. Ok. 1k7 lần 1 anh em ơi. Đó. K
kiểu như kiểu hai kia mà. Rồi, một cái bẫy lần 2, 20 giây nữa chốt. Rồi, giờ đến cái vấn đề là cuốn bí tịch nha nè. Bí tịch bằng tịch nha nè. Tùy chọn nha mọi người. X1, em sẽ đấu hai cuốn nhưng mà con X1 nha nè. Nên em châm xung, nâng 100 xung. Cái này là mời tới số mấy anh Tùng ơi? 1 đến 10 anh ơi, đúng rồi. 1 đến 10 thôi. Nên châm xung anh em ơi. 1 đến 10 là hai kêu cho anh Tùng. Rồi, giờ giao dịch là con ngựa 1 kim 7 nè anh ơi. Một con ngựa kim 7 dành cho anh Hùng Cục Tây. Ngựa kim 7 nha nè. Đúng rồi, 1 đến 10. Nó chưa cho mở tiếp. Bên X8 X8 này cho mở cái mực à. Quả đến kiểm tra lần rồi. Hôm nay quả hết em ơi. Quả không còn quả nào em ơi. Rồi, hai kim lần 2. 1K7 Lâm An Nam giao dịch ngựa. Hai kim lần 2 em ơi. Nói chung hôm nay là một kỷ lục của ba anh em. Có gì đó tinh thần anh em cũng một cái tinh thần đánh quá tốt ngày hôm nay nên mới làm nên điều đó nữa. Rồi, hai kim chốt Tùng ơi. Tiếp tục cuốn tiếp theo. Cuốn tiếp theo nè mày. Một cuốn hai kim này. Hai kim cho anh Tùng tiếp theo. Hai kim lòng một. Hai kim năm cho Đinh Đăng. Ba kim. Ba kim lòng một. Bốn kim cho Đinh Đăng. Ngon, ngon ha. Năm kim cho anh Tùng. Quá ghét luôn. Ồ, anh Hùng còn tay đâu ta? Vì giao dịch ngựa anh Hùng ơi, một cái bẫy anh Hùng ơi, chạy đâu rồi? Ao game ra, chạy qua đây nhanh. Năm kim lần một. Cuốn thứ hai nè mày. Năm kim lần hai. Ba cho anh em 20 giây nữa chốt, cho anh em suy nghĩ, cho nên đang suy nghĩ. Năm kim lần hai. Đấu là phải có từ từ bình tĩnh để anh em lên lương, anh em có lương cao thôi nè. Ok. Rồi, chốt Tùng 5 kim, 7 kim Tùng ơi. Không ai lên. Ok, Tương Dương giao dịch này. Anh Tùng 2 kim với 5 kim nè. Rồi, còn 2 cây vũ khí nữa nè. Thêm 1 cây vũ khí ở ban hồi nữa là 3 cây. Ồ, có phải gì đây? À, một cây kiếm giỏ đạn nghe mi. Một cây bọng cái ban. Và đợi một tí nữa em mở thêm một cây thứ hai. Cây thứ ba. Rồi. Tùng 7 kim đủ này, 2, 4, 6, 7, ok. Tiếp tục cây vũ khí nè mày. Bỏng cái bàn nè mày. Một kim, lông 100 xu, giao lưu vui vẻ nè mày. Bỏng cái bàn nè, 7 ngày nè mày. Bỏng gắn vô thua được tay cái lần tiệc, mình nhục. Nhục à, thua cả lần tiệc à. Đó, đợi cho mua đó, đừng có lấy bàn nhục gắn vô. Rồi, duyệt anh Hùng một tay ơi. Bóng này mà vẫn thua cả lên tiệc ta. Sao nó áo dữ ta? Nó nhìn áo dữ ta. Nó đẹp không mà? Ừ, cái này nó đẹp hơn 35 rồi ta. Ừ, anh em test thua, bảo thua đó. Thua lên tiệc. Ừ, thua lên tiệc ta. Áo dữ ta. Vậy cái này là xem rồi AD xem lại có đúng không? Cái này nó phải hơn cái lên tiệc chứ ta. Rồi cái kiếm nghe mi nè mày. Kiếm nghe mi. Một kim nè mày. Kiếm nghe mi nè mày. Một kim nè mày. Anh đang có kiếm mấy thôi. Anh đang kiếm tân thử môn rồi. Còn đến tân mùng 8 nó chín cơ. Một kiếm nghe mi nè mày. Anh em nào lái thì lái nè mày. Một kiếm. Còn muốn đấu thì đấu rồi nè. Đó. Giờ tầm này là không ai đấu đúng không? Ok, phải cắt hết này vô rừng á. Rồi đợi em mở thêm cái rương tiếp theo thử là cây gì tiếp tục. Cứ một kim anh em thôi, ai cần thì lên thôi nè. Ui. Ồ, đau. Ồ, thiếu lâm luôn rồi, một kim. Lên, 100 xu, ai lái nè em ơi. Đó, ba cây. Ba cây. Đã bảo cầm lại là hôm qua là cầm lại chứ. Em ba chị lại kém vui thôi. Nó một màu đẹp thôi. Lực tay nó kém với nó tuyệt là 100. Rồi. Ai lên một kim thì chắc một kim cần cây vũ khí gì lái luôn nha. Đó đang thừa bài cây không ai lái nha. Tiếp tục nè em ơi. X3 Rương Newton hiệp cốt Newton nên nhung su. Lên 100 su. Rồi coi như là tương đối là hết nha anh em. Rồi. Còn thường ít túi thủy tinh, tinh hồng có thạch. Anh em nào, với là anh em dưới xóa dừng lão. Cảm giác là hỗ trợ phụ gì cứ bảo khả khai bung ra cho hỗ trợ anh em ban. Nên trăm xu. 600 xu. Mở ra em ban nha anh em.
Ừ, hình hình là vẫn đang ban mà. Cút mày ăn ban. Cút mày ăn ban. Cút mày ăn ban. Bốn trần. Có ăn luôn rồi. Chủ chủ mà đâu là. Đấy em sâu. Dở dụ lắm, dở dụ lắm. Sau khi Trần không bảo là mở ra đồ kim quang luôn, nó hoành tráng. Kim quang, kim quang nên nó hoành tráng luôn. Ok. Bảy số lần 2 cho vô thường. Rồi, tương đó là sạch sẽ đồ. Chín trăm cho vô thường. 900 lần 1. Rồi Khải lên một kim. Một kim lên nè. Một kim. Nói chung là đấy thì ngon nhất là áo du tình Ngọc Bội Du Tình. Chẳng ngon nhất áo du tình. Ngọc Bội Du Tình. Ờ Ngọc Bội Du Tình cũng được. Băng này cái tiếng chẳng ngon có luôn nha. 1k1. 15 sinh lực âm mấy chục ạ. Quá ok luôn. Ờ hôm nay AC bị phá thành lớn nè mày, không thành lớn. Rồi 1k1 lần 2 cho vô thương. 30 giây nữa, cho anh em 15 giây nữa. Rồi, chuẩn bị kim vô dịch luôn ơi. 1k1. Rồi, chốt anh vô thường ơi. Rồi, 3 hộp 1k1. Rồi, xong tất cả, không còn một vật phẩm gì nha anh em. Còn lại thừa mười mấy túi 300 triệu này. Búp nào giữ lái nữa không anh em ơi. Dư này 18 túi 300 triệu. Rồi ai lấy lấy có nào lấy cho tôi một túi nữa. Ok gì là Lâm An Nam, Lâm An Nam phải đưa cho. Nói chung là những này là chủ yếu hỗ trợ như này búp cho họ lên cấp thôi nè, tại vì những cái búp đi chan đi đồ nó chua lắm. Thông bùa nè. Ủa ta... cái gì đây? Ngồi bò nhu tình, ô ngồi nhu tình nha. Rồi giao dịch anh lọ. Ok ok. Cho những cái búp cái lọ này nọ gì lấy nè mày. Thì nào, không dùng thì mang đây để cầm. Rồi, Lâm Văn Nam luôn lấy như Hương ơi, Lâm Văn Nam. Một túi 150 xu thôi anh Đăng ơi, 150 xu thôi. Ok. Thông bùa là Như Hương hả? Không. Giao đi đâu lâu rồi cũng có dùng. Ok. Rồi, về Lâm Văn Nam giao dịch luôn nha Nam. Thông bùa là ai đây? Anh. Ok, anh này. Anh Thành hả? Anh Thành à? Ừ. Đồ anh Thành bữa giờ đi đâu bữa giờ anh em hóng mãi giờ vẫn nghe thấy còn quen. Bây giờ mới xuống đất. Anh Thành ok anh. Anh sao anh lấy nhiều túi cho những người khác cắt cho anh Thành? Không biết Phi Trần ăn chưa nhỉ? Phi Trần ăn chưa? Phi Trần ăn rồi, donate rồi. Ok, Burger 10 giao dịch em ơi. Võ Đang, em còn Võ Đang thì thấy em Khang ăn nó muốn ăn rồi. Cơ bản ăn hết rồi. Ok. Cú lửa. Em bút bùa. Ok, cú lửa gì à? Cho cú lửa một túi này. Cú lửa tương nhiên tương dự Lâm An Nam cho cú lửa ơi. Lâm An Nam này. Bro Phi Công nữa, lắm cho Bro Phi Công một túi này, bảo phí anh Thành ơi. Quay lại. Nãy em thầm nói em đi, anh thấy không? Thầy. Bro Phi Công nãy em đưa 400 vạn chưa em đưa rồi nha. Đi rồi. Ok. Anh nói xem nào. Ra đây, giao dịch anh này. Anh đi ra đầu cỏ tay luôn. Rồi, ông One Hit lên đây, em cho nhiều hít túi này. Rồi. Lấy anh đây. Đây, One Hit qua đây, thêm cái túi 10 triệu này, One Hit đây. Rồi. Anh Thành này lấy lóc ngoài nghe mi vừa rồi đấy. Rồi đây rồi, chị. Ok. Rồi, ok, tương đối là sạch sẽ đồ, hôm kia đồ công thành chiến với 16 này nè. Ok anh em ơi, và sau trận công chiến vừa rồi, anh em đã có được thành Lâm An và thêm đó là thành Tương Dương như nào, và bên liên minh của mình thì Tứ Hải anh em mình thành lớn Biển Kinh. Nói chung là lần này là một lần kỷ lục của hai liên minh, từ một bàn đánh anh Thành liên tục và có những lúc là không có thành luôn nè, mà gọi là ra ba lan ở cũng có lúc gì long quân trắng ở luôn nè. Ngày hôm nay cũng là một cái kỷ lục cũng như là một cái tinh thần của anh em. Thì hôm nay thì thực sự là cảm ơn anh em đã tham gia trận công chiến hôm nay rất nhiều. À, chiến đấu thành lớn hôm nay anh em rất vui nè mà, và đấu giá phẩm được không, đồ rất là nhiều nè, tương đối mà cả đấu dòng này nọ hơn tương đương là tính sơ ở phần cái thông báo khai cái chốt nhật ký thì hơn 40-50 kim ở trận này anh em. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video, đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ chơi nha, nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ chơi nha anh em.